Xin chào bạn con. Chúng ta lại cùng nhau làm các bài tập 2.9 trang 33 thuộc phần bài tập về chia hết, ước bội, sách giáo khoa toán 6, sách kết nối tri thức. Đề bài yêu cầu tìm x thuộc cái tập hợp này mà 56 trừ x thì chia hết cho 8. Cách 1. Câu A, cách 1. Thì chúng ta cứ thay lần lượt các cái số 23, 24, 25, 26 vào cái 56 trừ x xem kết quả nào mà chia hết cho 8 thì suy ra là mình lấy. Đấy, cách làm thủ công là như vậy, không có gì sai cả. Có điều là gì? Nó dài và nó lâu và đôi khi là hay sai nếu như mà người ta cho số to lên, đúng không nào? Nói chung là chủ yếu là nó dài và nó lâu ấy. Thế thì cái cách số 2 ấy là người ta dùng cái gì? Người ta dùng tính chất chia hết của tổng hiệu. Thầy nhắc vào đây nhá. Tính chất chia hết của tổng hiệu. Nhắc xong rồi làm luôn cả câu A, câu B. Đó là gì? Nếu như A chia hết cho M, B chia hết cho M, thì suy ra A cộng trừ B sẽ chia hết cho M. Còn nếu như A chia hết cho M, B không chia hết cho M, thì suy ra A cộng trừ B sẽ không chia hết cho M. Với điều kiện đang xét A, B, M là thuộc tập các số tự nhiên. Mình đang học số tự nhiên thôi nhá. Được chưa nào? Rồi, thế bây giờ vào bài. Người ta cho là cả cái hiệu này chia hết cho 8. Mà 56 thì nó chia hết cho 8 rồi đúng không? Vậy thì x phải chia hết cho 8. Đấy là cái chiều ngược lại là viết như thế này này. Nếu A cộng trừ B mà chia hết cho M và A thì cũng chia hết cho M rồi, suy ra B phải chia hết cho M. Đó là cái chiều ngược lại. Vào bài, câu này mình trình bày như sau. Vì 56 trừ x thì người ta muốn là chia hết cho 8, mà 56 thì lại chia hết cho 8 rồi, nên suy ra x phải chia hết cho 8. Cả hiệu chia hết cho 8, mà cái ông này chia cho 8 rồi thì cái ông kia cũng phải chia cho 8. Thế sau đó lại mới lập luận là mà x người ta cho thuộc vào tập hợp là 23, 24, 25 và 26. Thế thì suy ra x chỉ có bằng 24 thôi. Trong 4 số này cái số mà chia hết cho 8 chỉ có mỗi số 24 thôi mà. Vậy là mình làm luôn ra 24 mà mình không phải thử hết cả 4 giá trị, nó dài. Mà nhỡ đi thi ấy, người ta cho mỗi một con số 24 là thỏa mãn, mà người ta chép thêm cả chục số vào đây. Thế mà mình cứ thử hết cả 11 số thì thử đến bao giờ nó mới xong hết cả thời gian để đi thi làm bài. Trong khi đó nếu mình dùng tư duy một chút thì mình sẽ loại hết những cái số linh tinh đi, mình chỉ lấy cái số mà chia hết cho 8 thôi, đúng không nào? Đó, thì đó là tác dụng của việc phải học lý thuyết. Thấy chưa? Rồi xong, bây giờ đến câu 2 thầy sẽ xóa phần này nhá, thầy chữa vào đây. Thầy chữa nốt câu 2 vào đây, câu B. Câu B này này, là mình lập luận này. Vì 60 cộng x không chia hết cho 6, mà 60 thì lại chia hết cho 6 rồi, nên suy ra x phải là không chia hết cho 6. Chứ nỡ x mà chia cho 6 thì cái tổng này nó chia cho 6 à? Giải thích phản chứng là như vậy nhá. Vì nếu x mà chia hết cho 6 thì suy ra 60 cộng x nó sẽ chia hết cho 6. Điều này là trái với giả thiết. Đấy, thầy giải thích kỹ thêm là tại sao x nó lại không chia cho 6, đúng chưa? Thế xong đề bài cho là mà x thuộc vào cái tập hợp 22, 24, 45 và 48. Nên tóm lại x cần tìm là gì? Suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? Không chia cho 6 đúng không? 22. Hoặc là x bằng bao nhiêu? 24 thì chia hết thì không được, 48 cũng chia hết thì không được, 45 được. Đấy, câu B. Vậy x bằng 22, x bằng 45. Xong. Đó, ok. Đây là lý thuyết. Câu 1 thầy đã chữa ở trang màn hình trước, và câu 2 thì đã như thế này đây. Bọn con cần thì bọn con tua lại xem câu 1 nhá. Yeah.